Chào các bạn, thầy làm cho bạn câu số 6. Câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của tỉnh Đắk Lắk năm học 2015-2016. Đây là câu cuối cùng của đề này. Đề cho như sau: chia m gam hỗn hợp x gồm có 2 rượu thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng đắc tri, phần 2 đốt cháy, thu được tủa. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý như sau. Điều cầu chúng ta là tính giá trị của V. Như vậy chúng ta sẽ có này, m chia 2 gam x gồm có 2 thằng CH3OH và C3H5, OH tất cả 3. Ở đây mình cho số mol của các chất lần lượt là x mol và y mol. Chúng ta xét phần 1, CH3OH, C3H5, OH tất cả 3. Ở đây em đi tác dụng bên natri. Ở đây em sẽ tạo thành CH3ONa cộng H2. Tác dụng bên natri sẽ tạo thành C3H5O Na tất cả 3 cộng cho H2. Cái này là 1,5. Như vậy đây mình đặt là x mol, đây mình đặt là y mol, chuyển 0,5x, đây là 1,5y. Điều cầu chúng ta là tính thể tích của hydro. Thể tích hydro bây giờ sẽ bằng 22,4 nhân cho 0,5x cộng cho 1,5y. Nhiệm vụ của bạn là đi tìm x đi. Chúng ta đến phần 2 em ơi, làm nhanh Ngọc ơi. Phần 2 này người ta đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy của bình nước vô trong thì thu được 40 gram cái tủa và dung dịch y. Chúng ta dùng sơ đồ để cho nó dễ. CH3OH và C3H5 OH tất cả 3 xy. Chúng ta đi tác dụng bởi oxy. Chúng ta sẽ thu được sản phẩm gồm có CO2 cộng cho H2O. Như vậy chúng ta có này, sản phẩm cháy ở đây gồm gì? Sản phẩm cháy này gồm có mol CO2 và mol nước. Mol CO2 là bằng x cộng 3y. Rồi mol nước, chúng ta có 4x chia 2 thì nó là 2x. Đây là 5, 5 cộng 3 là 8, 8 chia 2 là 4, 4y. Được chưa? Rồi bây giờ người ta nói như thế này: hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng nước vào trong dư thu được cái tủa và dung dịch y. Cho NaOH vô lại xuất hiện tủa nữa. Để cái tủa lớn nhất thì cần tối thiểu NaOH 1m. Như vậy đây như sau: CO2 chúng ta đi tác dụng với nước vào trong tạo thành CaCO3, cái tủa màu trắng. Đây cho chúng ta là 40 gram. Cộng cho gì? Cộng cho H2O. Đây là sơ đồ 3, đây là 4. Chúng ta tính mol tủa CaCO3 tại 4 bao nhiêu? Đã lấy 40 chia cho 100 nó bằng 0,4 mol. Đây 0,4 mol này. Thì CO2 đây là 0,4. Chúng ta nhìn thấy như thế này. Thì mình thấy là nếu mình tinh ý hơn, mình đưa 0,5 ra ngoài thì 22,4 nhân 0,5 nó còn lại 11,2 x cộng cho 3y. Hiểu vấn đề không em? Như vậy mục tiêu cuối cùng của thầy trò chúng ta đó là đi tìm mol CO2. Được chưa? Như vậy tìm mol CO2 thì chúng ta dựa vào dấu kiện cuối cùng đó. Chúng ta không cần tìm mol nước làm gì cho nó khổ. Rồi tiếp em. Vì dung dịch y tác dụng được với NaOH nên là dung dịch y chúng ta sẽ chứa muối, đúng không? Chứ không chứa CaOH là như được. Chứa muối CaHCO3 tất cả 2. Đó là 2. Rồi bạn nghe kỹ, cái ở đây là phương trình số 5. Người ta cho khối lượng dung dịch bằng bao nhiêu? Đây là dung dịch y đúng không em?
Đây là dung dịch y này. Rồi nghe chị. Dung dịch y này đi tới dùng với NaOH, người ta kêu là để thu được cái tủa lớn nhất. Thì NaOH ở đây là gì? NaOH đây là nhỏ nhất. Được không? Như vậy ở đây mình xử lý như sau. Ở đây mình gọi số mol CO2 đó là amon. Thì thằng này sẽ là gì? Thằng này sẽ là 0,5A đúng không em? Như vậy ta có phương trình này. NaOH thì tác dụng với CaHCO3K2 để bằng rõ bản chất thì ta ghi như thế này. Rồi. Lưu ý là NaOH đây sẽ tác dụng với thằng này theo hai tỷ lệ. Đầu tiên là tỷ lệ mol là 1:1. Khi đó nó sẽ tạo thành nước Na2CO3 NaHCO3 natri kết hợp với thằng này, còn canxi kết hợp với kia để tạo thành CaCO3 tủa. Hiểu vấn đề không em? Rồi, số mol thằng này là 0,5A. Thì chuyển qua đây nó là bao nhiêu A? 0,5A. Chuyển qua đây nó là 0,5A. Hiểu vấn đề không? Trường hợp 1. Hoặc là nó có thể tác dụng với tỷ lệ bao nhiêu? 1,2 NaOH cộng cho CaHCO3. HCO3. Nội dung lý thuyết này mình có nói rồi, không biết bạn để hay không. Bên này có hai axit thì cần hai NaOH để trung hòa. Do đó tỷ lệ đây là 2:1 em nhé. Cái đó nó tạo ra hai nước. Được không ạ? Phần còn lại là natri và canxi kết hợp với CO3. Nó tạo thành Na2CO3 và CaCO3. Hiểu vấn đề không? Đầu quốc này. Bây giờ mol thằng này là 0,5A. Thì chuyển qua đây nó là A. Chuyển qua đây là 0,5A. Được chưa nhỉ? Ở đây yêu cầu chúng ta là gì? Đề này là như thế nào? Tủa lớn nhất nào hát thế nào? Nhỏ nhất. Bây giờ bạn nhìn thấy này, trong trường hợp 1 NaOH là 0,5A. Trường hợp 2 mol NaOH là A nhỏ nhất thì suy ra nó sẽ ra trường hợp 1 hay trường hợp 2? Sẽ ra trường hợp 2 đúng không? Thế đây suy ra mol sẽ ra trường hợp 1 chứ. 0,5A thì bé hơn A. Thế đây mình sẽ ra được 0,5A bằng mol NaOH đây. Lấy 0,2 nhân cho 1. 0,2 nhân 1 là 0,2 mol. Thế đây bạn suy ra thấy A bằng bao nhiêu? A đây bằng 0,4. Rồi A bằng 0,4 rồi. Thì cái đó mình tính được CO2 chứ nữa. Từ đây mình sẽ ra được mol CO2. Mol CO2 này mình nhìn kỹ. Mol CO2 là bằng x cộng 3y. Mà x cộng 3y sẽ bằng 0,4 cộng cho A. Hiểu được vấn đề không em? Từ đây em tính được thể tích hydro chưa? Từ đây chúng ta sẽ được V chưa? V bằng 11,2 em nhân cho 0,8 và bằng 8,96. Đó. Thì đánh giá của thầy thì câu này là một câu hỏi bình thường, không khó. Cái khó ở đây là chúng ta không hiểu được cách tính hydro như thế nào. Nhiều đứa là nó đi tìm hai phương trình, hai ẩn, nhưng mà không bao giờ được. Nhớ với mình cái đoạn mà khi cho MCO2 của vô đây này, thu được tủa ở cái chỗ đó thì chúng ta chỉ tính được CO2 thôi. Bài này chỉ có một phương trình, được chưa em? Một cái dữ kiện tìm được CO2. Và khi đó chúng ta không giải tìm được ở đây thì chúng ta ghép bằng lại. Được chưa? Thế là hết. Thêm giá của thầy, đây là một câu hỏi về